Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Đà Nguyện Đại Thắng Đại Từ Bồ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Tiên Hóa Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, con cũng thỉnh kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Kính Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Quyển thường, Kính Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện thần thông tới cung trời đáo lời khổng thứ nhất Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này một thuộc nào tại cung trời đáo lời, Đức Phật vì thẳng một mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả Đức Phật Đại Bồ Tát trong vô lượng thể giới mười phương điều định hội họp tại cung trời đáo lời rồi đồng thánh lời rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong người đạt mục được mà hiện sức đại thể hệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh các đường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật điều xa thì giả tỉnh thanh Đức Thế Tôn: Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra đất nhìn vần mới sẵn rợ, như là vần mới sẵn rợ đầy đủ, vần mới sẵn rợ đời từ bi, vần mới sẵn rợ tại tỷ về, vần mới sẵn bạc nhà, vần mới sẵn tám muội, vần mới sẵn rợ tại kẻ tường, vần mới sẵn rợ đặt cửa đức, vần mới sẵn rợ công đức, vần mới sẵn rợ đại quy, vần mới sẵn rợ đại tạm thắng. Khi Đức Phật phát ra bất cả thiệu Phật mới sẵn rợ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng rất ví dụ như là tiếng bổ thị đồ, tiếng kỳ dễ đồ, tiếng nhận nhận đồ, tiếng tính tiếng đồ, tiếng thân tiếng đồ, tiếng mặt nhạc đồ, tiếng thị xác, tiếng thị xác, tiếng giả thọc, tiếng bối đầu, tiếng vĩ huệ, tiếng sứ tử hỏng, tiếng là sứ tử hỏng, tiếng mới sấm lớn. Rồi vào người học, khi Đức Phật phát ra bất cả thiệu bất cả thiệu tiếng ví dụ như thế không, thời có bối lượng ớt, trời rồng quỷ thần ở quả ta bà cùng quả nữ phấn hạnh cùng định người hoặc là cũng trời đá lời. Như trời tự thương hương, trời đáo lời, trời túi mời diễn, trời đấu xuất đà, trời hỏa lạc, trời tá hỏa, trời tài, trời phạm, trời đại phạm, trời phạm thù, trời địa phạm, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời thiệu tình, trời vô lượng tình, trời biển tình, trời cực sanh, trời cực ái, trời quả quả, trời miễn sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nghiệp, trời tiền kiến, trời tiền hiệu, trời sắc phủ cảnh, trời ba thế tự lai, trời định, trời biến tượng, biến thứ cảnh sinh, tất cả thiếu chủng nhóm chủng, trời đồng quỷ thần đều để nữa học. Để có các vị thần ở quả táo bàn cùng quả nữ phước khác hết thần địa thần giống sống thần độc thần ngũ thần đức thần sống cành thần của mà thần tự ngài thần tự đến thần tứ phóng thần đến trời thần tự tấn vũ thần biết họ các vị thần biết hết điều định hợp Đức Phật phạm thời. Bây giờ Đức Phật bảo ngài quán thù sư lợi phạm tốt tự đài bồ tát rằng: Ông có xem tất cả Đức Phật trời dòng quỷ thần đó ở thế giới này cùng thế giới khác, ở quốc độ này cùng quốc độ khác, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài quán thù sư lợi bồ tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con tình đến số nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Biển ta dùng Phật nhãn cũng không đếm xiết số thắng phàm là điều của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là độ đương đổi chứa độ, hoặc là thành tụ đương thành tụ chứa thành tụ. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa đến nay con đã tu căn lành những lần tỷ bố ngài nghe lời Đức Phật nói đó, thời con tin nhận liền. Còn những hàng tiểu quả thắng tăng trời đồng chữ thần tạm hồi chúng và chúng sanh trong đời sau, dù nghe lời thành thực của Như Lai nhưng chắc sinh lòng nghi ngờ, dù lại tuấn biết nữa cũng khó hiểu lắm. Cũng mong Đức Thế Tôn mở rộng những điều của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hành gì lập nguyện gì mà được sự không thể nghĩ bằng như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Tỷ như bao nhiêu cỏ cây lửa này lần rừng trái lão đã đủ bùn bằng trong quả tam thiên đại thiên, cứ một vực là một số ngàn cứ một hạt cát, cứ một số ngàn cứ một cát là một quả nước, rồi trong một quả nước cứ hạt bụi nhỏ làm một kiếp mỗi kiếp, bao nhiêu hạt bụi nhỏ kiếp trong kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả thập địa đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp vị dụ huống là những thuộc ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thăng tăng ở bất chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi có thần thể nguyện của vị Bồ Tát đó cũng thể nghĩ bàn đến được. Trong đời sau nếu có trang tiền năng người thịnh nguyện nào nghe danh từ của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chiêm ngưỡng, vậy là xin niềm danh hiệu cũng dường những đến vẽ đắc sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó 100 lần sinh lên cung trời đáo lợi, không bao giờ bị đọa vào ác đạo. Từng giả từng phát nguyện, này Văn Thù Sư Lợi lại có bất khả thiết bất khả thiết chứng lúc sau về thuở trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử, lúc đó có Đức Phật Sư Tử Phẩm Tịnh Vô Túc Quang Hạnh Như Lai. Trường giả thử thấy Đức Phật tưởng màu tốt đẹp nhìn phước trang như mấy bậc phải Phật tu hành nguyện gì mà đạt tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Phật Sư Tử Phẩm Tịnh Vô Túc Quang Hạnh Như Lai bảo trường giả tự rằng: Muốn đạt được thân hình tốt đẹp này, cần phải tại có số kiếp lâu xa rồi thoát hết tất cả chúng sanh gì cũng khổ. Ngài Văn Thù Sư Lợi trường giả tự nghe xong liền phát nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay để sau đến trăm nghìn quốc dịch, những chúng sanh mắc phải thuộc khổ trong sáu đường, tôi giảm bằng nhiều phương tiện làm chúng sanh được giải thoát hết cả rồi tôi mới thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phẩm Tịnh Vô Túc Quang Hạnh
thẳng với lai ngài phật hùng rộng lượng đó nên đến nay đã quá trăm nghìn muôn ức tất cả thiệt nhất mà ngài vẫn còn làm vị bồ tát. Bà la môn nữ của mẹ đã thuộc bức khả tư nghị để kiệt lâu xa về thủ trưởng lúc rõ có đức phật hiệu lệnh giải quá định tự tại với như lai. Đức phật đó có 400.000 muôn ức vô số kiệt trong thời tượng phật có một người con gái dòng bà la môn nhiều đời nhiều kiệt chữa phật phu dài ngoài người đời tịnh lệ khi đi đường lúc nằm ngồi đều có yếu thiên thường khá hộ về. Bà mẹ người nghĩ tịnh tà đạo thường khánh khí ngô tâm bảo thuở ấy thẳng lợi dụng nhiều phương tiện để khuyến dụ bà mẹ người làm cho bà mẹ người xứng chỉnh kiện nhưng bà mẹ người yếu tính hẳn chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn xa đọa vào hố giảm địa ngục. Thẳng lợi biết rằng người này khi còn sống không tin lục nhân quả chắc phải đem nghiệp quỷ mà vẫn vào đường ác. Thẳng lợi đành đặng nhà đất sẵn sửa nhiều hướng hoa các đồ lễ vật cũng dường các chùa thật thời đất giả quá định từ tài vốn như lai. Trong một ngôi chùa kia, thầy đức phật giả quá định từ tài với như lai và các có dung đủ các tôn nghiêm thẳng như nghiêm quả từng tượng phật và xin lòng tình nguyện từ người thầm rằng đức phật là đừng đại giả nếu đức phật còn trụ ở đời đến khi mẹ tốt phúc tốt để vật họ thế nào cũng biết mẹ tốt thật sống vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thành được buồn tuổi rơi lệ trong nhìn tượng cái tay mà lòng thiện lượng mãi. Bóng tên ngươi không có tiếng bảo rằng thành được đức phúc kia thôi đừng có bi ai quá lắm nay ta sẽ chỉ chỗ thật sống của ngàn ngươi. Thành được chắc tay rồi nên không mà bảo rằng đức phật nào đó mà giảm được lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi cứ nhiều ngày đến không biết đến đâu để gọi cho họ mẹ tôi thật sống vào chỗ nào. Trên thư không lại có tiếng bảo rằng ta là đức phật quả phụ giả quá định từ tài với như lai mà ngươi đương chiếm bài đó thấy ngươi thương nhớ mẹ hướng thần mình dũng thân nên ta định chỉ bảo thần nữ nghe xong liền tại xỉu chứng tay mình liệt vì điều bị tổn thương những người bên cạnh vừa rằng bệnh gì. Một lúc sau thần nữ tỉnh lại rồi bạch đến thư không rằng cuối xin đức phật xót thương chỉ ngay cho con biết chỗ thật sanh của mẹ con nay thương tâm con sắp chết mất. Đức phật giả quá định từ tài với như lai bảo thần nữ rằng cũng dường xong ngươi việc mong mong trở về nhà ngồi ngay thẳng tự niềm danh hiệu của ta thời ngươi sẽ biết chỗ thật sanh của mẹ ngươi. Lệ vật sống thẳng được liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên ngồi ngay thẳng tự niềm danh hiệu đức phật giả quá định từ tài với như lai suốt một ngày một đêm bỗng thể thân mình định bờ biển kia được trong niệm số sùng sục là có những thùng gì bằng sắc bá nhẹ trên mặt biển chạy vào bên này số đuổi bên kia thấy những cá tùng gã số đến nghìn muốn hoặc kim hoặc nội bị các thùng nhiệt dần nhỏ ăn thịt là thể tiểu vì giả soát các hình thù định là lùng nhiều tái nhiều chân nhiều mắt nhiều đầu răng nanh chỉ răng vào miệng bèn nhòm ngừng cứu lùi những người tội gương thử dược chúng là chụp bắt người tội tổng cốc đầu chính người tội là hình cảm muốn thử trọng giảm nhìn lâu. Lúc đó thánh nữ nướng xuất niệm phật nén tự nhiên không kinh sợ có một quỷ vương tên là vô đạo cúi đầu nghe tiếng hỏi thánh nữ rằng hay thay bồ tát người có duyên gì đến chỗ này. Thánh nữ hỏi rằng đây là chỗ nào. Quỷ vương vô đạo đáp rằng đây là tầng thế nhất phía tây của dạy núi thiệt vi. Thánh nữ hỏi rằng nghe tôi nghe trong núi thiệt vi có địa ngục thật có như thế không. Vô đạo đáp rằng thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nghe tôi làm sao để địa ngục đó. Vô đạo đáp rằng nếu không phải do oán thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra không thể đi đó được. Thành nữ hỏi quỷ vương có đọc rằng biết cửa vì sao nửa trong biển này sốt sùng sục là có những người tù cung thủ dữ. Cô đọc đọc rằng những người tù trong biển này là những người tạo ác ở trong quả nhân vừa phù đề vừa mới chết. Trong 49 ngày vẫn có người kể từ làm việc lành hầu phù vực cho. Lúc sợ người động chẳng làm được nhân lành nhiều phạt vì thế theo nghiệp ác họ lại lấy tạo ra mà họ bảo cổ. Nơi đi một tự nhiên vậy lùa qua biển này. Các biển này người muốn cho tuần về phía đông lại có một cái biển lửa sự thống khổ gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển này lại có một cái biển lửa sự thống khổ càng tồi hơn. Đó là do nghiệp nhánh sâu xa của bác nghiệp mà cảm người ra đồng qua là biển nghiệp chỉ là bác biển này. Thành được họ thuộc đúng đặt rằng địa ngục ở đâu? Cô đặt đặt rằng có ba cái biển đó đều là địa ngục số đến nghìn trăm một điều biến khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, thực định có 500 chỗ không lượng sự khổ sợ, thực định có nghìn trăm nhân hiệu không lượng sự thống khổ. Thành được là họ thuộc đúng đặt rằng duyên cỡ vị. Thân mộc của tôi mà cứ cường đến nhưng không biết thần còn sát đỏ vào chỗ nào. Cô đặt phạt thần được rằng thân mộc bồ tát khi còn sống quen làm nhà nghiệp gì. Thành được đặt rằng thân mộc tôi khi còn sống thường biết tiền tà đạo thân chê ngô tâm bạo thoảng có thời tiết nhưng mà chẳng tính mở cứ cường đến mà không biết thần hồn đòi lạc vào đâu. Cô đặt phạt thành được rằng thân mộc bồ tát tên họ là gì. Thành được đặt rằng thân phụ và thân mộc của tôi đều là dòng dọa và lá môn. Thân phụ của tôi nhiều là thi la thiền kiến còn thân phụ của tôi nhiều là diệp để lời. Quỷ vương có đọc chắc cái thứ thành nữ rằng xin thành nữ hãy trở về nhà để đem lòng thương nhớ mồ rồ quả lòng nữa. Tôi được việc để lời được xin đến cõi trời cách đây ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con cả người gọi lòng hiệu thuận vì mẹ mà sẵn sự lễ vật tú tập phước lành cũng dâng cho thác thời đức giác quá định từ tài với như lai. Chẳng phải đến thứ mọi người vốn đã được thoát khỏi địa ngục mà những tội nhân vô giả cũng được ăn vui đồng đẳng thoát sanh cảm. Nói xong quỷ vương có đọc chắc cái tàu thuận được mà gạo luôn để giờ thành nữ dường chất kiếm bao chợt tỉnh nhẹ tỏ việc đó. Mẹ đội trưởng tướng đức thực giác quá định từ tài với như lai phát nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay đến về Việt Nam những chúng sanh mất phải trong cuộc tôi dùng nhiều phương trượt để cứu vớt tất cả chúng sanh được giải thoát. Đức Phật bảo ngài đại trí văn thù sứ lời Bồ Tát rằng quỷ vương có đọc chính là ông tài thù Bồ Tát còn thánh nữ Bà La Môn chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn niệm phẩm một hết.
phương thường trụ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tuyền Hóa Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin tiếp tục đọc phẩm thứ hai. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phân thân tập hồi phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyển thuộc. Lúc đó, phân thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở tất cả các nơi có địa ngục, trong trong nguyện bất cả tư, bất cả nguyện, bất cả lượng, bất cả thuyết, vô lượng, vô số thế giới, điều đến nội học tài cũng trời đa lời. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó cùng những chủng được giải thoát ở chỗ nghiệp đàn mười phương cũng đồng điều đến nguyện mức kết thác, cũng đồng cầm hướng hoa cũng dường Phật. Nguyện chúng cùng phân thân đó, thải được Ngài Địa Tạng Bồ Tát giải hóa các trụ nơi đào bốn còn thời việc. Nhưng chúng đó từ kiếp lối xa, rồi lăn trong vòng sanh tử, chịu những sự thống khổ không ngừng nhất. Do lòng từ bi lớn và thề nguyện sâu dài của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều được đào quả. Đại chúng đó khi đến cúng trời đáp lời, lòng họ vui mừng hớn hở, chiếm nghĩa Đức Như Lai, mắt nhìn mặt không rời. Đức Phật an ủi tùy thác. Bây giờ Đức Phật giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong trong những bất cả thứ, bất cả nghĩa, bất cả lượng, bất cả thuyết, vô lượng, vô số thế giới mà dạy rằng, ta ở trong đời ác ngũ trược giả hoại chúng sanh cao cường như thế để điều phục lòng chúng nó bỏ ta về chánh. Nhưng trong 10 phần vẫn còn một hai phần quen theo thành ác, muốn hóa đồ chúng đó, ta phải lập ra 1000 ước thân, lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó có người tâm tịnh sáng lẻ ngay pháp của tha thờ tín nhận liền, hoặc có người phải khuyên bảo mới thành tội được hoàn cọ, hoặc có người về tội nghiệp quả nặng chẳng đánh lòng tỉnh tín ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân đồ hoặc chúng sanh một sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc ra thân gái, hoặc ra thân trời rồng quỷ thần ao ngoài sóng thờ suối, hoặc hiện ra thân dân địa, hoặc hiện ra thân thần vương, hoặc ra thân quân vương, hoặc ra thân quốc vương, hoặc ra nghệ phụ, hoặc ra cả hàng công thuộc, hoặc ra tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Nhận đến hiện ra thân của thân tâm la hạng bất chi Phật Bồ Tát, chớ chẳng phải riêng gì hiện ra thân Phật được chúng thân đâu. Địa Tạng ông xem ta trải qua số kiếp nhọc nhằn, đồ thọ kiếp sanh tăng cường khó khăn quá như thế. Ngoài ra những chúng sanh chưa điều phục được thời phải khép nghiệp mà thọ lại có bảo, đến khi chúng đó đọa vào đường ác lợi thời phóng lên nghiệp đến ta, thời cũng trời đáp lời ứng cường Phật trước đây mà đặng đồ chúng sanh đó làm cho tất cả chúng sanh lúc gọi ta bà tỉnh khi Ngài Di Đà thành Phật đều đặng đồ thọ cả đời phục lập Phật được Phật thọ kỹ. Bây giờ những hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở tất cả các thế giới hiệp chúng là một hình rơi lệ rồi bạch cùng Đức Phật rằng bất kể tôi. Từ kiếp lâu xa đến nay con được Thế Tôn tiệp đồ dắt dìu làm cho con có thể lập chẳng thể nghĩ bàn để điều trị về rộng lớn. Con phân hiện ra cùng trăm nghìn mức hàng hà sát thế giới, trong mỗi thế giới hiện ra trăm nghìn thân, mỗi thân quả đồ trăm nghìn mức người, làm cho quyết tỉnh vô tâm bọc, khỏi vòng sinh tử, ở vui nợ bàn. Trong Phật pháp nếu có chúng sanh nào làm việc lành bằng sợi lông dọc được của cả mấy tuổi hoặc chỉ bằng sợi lông tóc, có cũng nhiều đồ thoát lần lần làm chúng sanh đó được nghiệp lớn. Quỷ mong Đức Thức Như Lai chở vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Quỷ mong Đức Như Lai chở vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật 3 lần như thế. Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, ta hỗ trợ ông được toàn nguyện từ kiếp lâu xa đến nay các người rộng lớn cố đồ tất cả chúng sanh xong rồi để ông chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện phẩm 2 hết. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tâm Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin cung kính đảnh lễ và đọc phẩm thứ 3 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện quảng chúng sanh nhập niên phẩm thứ 3. Phật Mậu thưa hỏi, lúc đó Phật Mậu là Bà Ma Gia Phu Nhân chấp tay cung kính thưa Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, chúng sanh trong quả giới Bồ Đề tạm nghiệp sát khác tạm thọ quả báo đó thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong 10 phương thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thờ có địa ngục, hoặc nơi thờ không có địa ngục, hoặc nơi thờ có nữ nhân, hoặc nơi thờ không có nữ nhân, hoặc nơi thờ có Phật pháp, hoặc nơi thờ không có Phật pháp, dựng những thanh văn la hán bất chi Phật Bồ Tát cũng sát khác như thế, để chẳng phải riêng gì địa ngục sát khác ở đâu? Bà Ma Gia Phu Nhân hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Tôi muốn nghe tờ báo trong quả giới Bồ Đề để chiếu cạn lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh giả, trong mong ngài lòng nói nhận lấy, tôi sẽ nói lời việc đó. Thánh giả, bạch rằng xin thánh giả thân thánh giả nói cho Bồ Tát lực thuận. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tờ báo trong quả giới Bồ Đề như dưới đây, như có chúng sanh nào chẳng hiểu thuận cha mẹ, giờ định diệt hại cha mẹ,
kẻ đó vừa đò vừa vô giả điều, trong đó mình muốn kịp lúc nào muốn ra vừa được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm Phật bị thương, chảy máu, chẳng kính kính địa, chế ba giả pháp, kẻ đó phải đò vào vô giả nhục, trong đó mình muốn kịp lúc nào muốn ra vừa được. Như có chúng sanh nào xâm tổn thường trụ ô phạm tâm ni, gây tử tình dâm loạn, trốn trốn chùa chiền hoặc diệt hoặc hại, chúng sanh đó phải đò vào vô giả nhục, trong đó mình muốn kịp lúc nào muốn ra vừa được. Như có chúng sanh nào giả làm thầy sa môn, vì thực tâm chẳng phải thầy sa môn, tại phạm giới luật, gạt gẫm hà bạch y, tạo nhiều tội ác, kẻ đó phải đò vào vô giả nhục, trong đó mình muốn kịp lúc nào muốn ra vừa được. Như có chúng sanh nào tồn các tài vật được đồ ăn uống của thường trụ hoặc không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô giả nhục, trong đó mình muốn kiệt lúc nào muốn ra phải được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thánh Mộc, nếu có chúng sanh nào phạm tội trên, thời phải đọa vào địa ngục một ngũ giáng, muốn cầu tạm ngừng giúp cho một niềm cũng được. Bà Ma Gia Hư Nhân hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô giả địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh Mộc, bao nhiêu địa ngục trong đủ thứ vi, lớn có 18 chỗ, bậc đỉnh có 500 chỗ, danh hiệu riêng khác nhau. Bậc đỉnh có 1000 danh hiệu riêng khác nhau. Nó để địa ngục ngũ giáng đó, giáp thành ngục gồm 84 giáng, thành bằng sắt 84 giáng. Không có những nào hội đồng. Trong ngục là có những địa ngục nhỏ liên tiếp nhau, đều có danh hiệu giáng hiệu khác khác. Riêng có một sự ngục tính là vô giáng, ngục này tới 84 giáng, thành cao hơn một giáng toàn bằng sắt cả, gây tẻ khở xuống trên xuống dưới. Trên từ ngục lại có rắn sắt, chó sắt, phun lửa đối nhau, kẻ rạo bên này, xuống được sang bên kia. Trong ngục lại có một giường rồng khắp muôn dặm, một người thọ tội từ thể thân mình được cả giường. Muôn nghìn người thọ tội cũng từ thể thân mình được cả giường, đó là do tội nghiệp mà cảm vừa ra như thế. Là nhiều người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ già xoa cùng các loại ác quỷ, răng nanh bén nhọn ngầm gương, ánh mắt chiếu sáng nghĩa chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng bầm chặt, để có quỷ già xoa khác cầm chế bá lớn bằng sắt đấm vào mình người tội. Hoặc đấm trúng miệng mũi, hoặc đấm trúng mừng lưng, rồi lên hư không lấy chĩa ba hứng xuống trên giường, lại có dầu hấu bằng sắt bộ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lỏng độ cấp thân khéo lưỡi người tội ra, mà cài bừa trên đó lưới kẹo người tội, nước đồng bộ miệng giấy sắc nóng cũng thân người tội lại mỗi ngày mỗi đêm, mỗi lần chết mỗi lần sống lại, không lúc nào muốn há ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại là sinh vào địa ngục thế giới khác, lúc thế giới khác hư hoại là sinh vào quả khác nữa, lúc quả khác hư hoại là sinh vào quả khác, lúc thế giới này thành sống thờ trở về thế giới này. Nhưng tôi bảo trong địa ngục vô giáng như thế đó. Tại địa ngục đó có 5 điều nghiệp cảm nên gọi là vô giáng. 5 điều đó là những gì? Một là tội nhân vui trong đó chịu khổ ngày một đêm, trải qua kiếp không dễ ngừng nước, nó gọi là vô giáng. Một người thọ tội thể thấm được ở ngục, mỗi thân người tội cũng thể thấm mình để chụp cả ngục, đó là nên gọi là vô giáng. Nhưng khi của nên tôi nên như chỉ ba gầy, dầu hấu, rắn, chó, sáu của già của sấy cứ rêu giọt mát chọn dầu xuống dây sắt lửa sắt ngựa sắt giá sóng lần đầu lượng sắt nóng rồi thân đỏ thời ăn ngọt sắt nóng khả thời uống lượng sắt xuống từ năm tròn kiếp đến bốn tròn khổ kiếp sự khổ tuổi nổi tiếng nhất không một giấy ngừng nước cũng gọi là vô giảm không luận là mường mạng mọi rợ già trẻ sáng hàm trời rồng quỷ thần hệ ghế tội điều đồng chịu khổ nên gọi là vô giảm. Nhiều người nào bị đọa vào địa ngục từ khi mới vào cho đến trải qua trăm nghìn kiếp chịu khổ ngày lẫn đêm muốn lòng chết muốn lòng sống lại muốn cầu tạm ngưng giúp cho một niềm cũng được trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đàng thọ xong. Do vì mình lại miếng miếng đó nên gọi là vô giảng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng: Nó số lượng đều vô giảng như thế, nếu nó rộng ra ở tên những khí cụ đến hình tội nhân cùng sự thống khổ, điều là số của kiệt cũng hết. Bà Ma Gia Hư Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khuôn xếp bắt đầu chấp tay đền lệ Phật mà lui ra. Tận lệ Bồ Tát mà lui ra, kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện Phật ba hết. Hôm nay con xin đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện, tiếp tục phẩm thứ tư. Nghiệp cảm chúng sanh, phẩm thứ tư. Bồ Tát công chỉ. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con nước oai thần của Như Lai nên chia thân này ra đám nghiệp bất thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh vì nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại thừa của Như Lai, thời chẳng thể biến hóa ra thể được. Nay con lại được Đức Như Lai phó chúc, từ nay đến ngày ác diệt đã thành Phật, làm cho chúng sanh trong số đường đồ đàng đồ thoát, xin vâng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hiểu lo. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Chúng sanh có quả duyên của đề tỉnh thức của nó không định, thể quán làm dự cái thành nghiệp bỏ dự, còn quán làm lành cái thành quả bỏ lành, làm lành cùng làm dự tùy theo cảnh duyên mà sinh năm tăng đường, dù nhờ sự thống khổ không ngừng giúp, mấy lần chướng ngài nhiều như với trừng, vì loài cả loài bơi trong lưỡi theo dòng được chạy, hoặc được tạm ra rồi mắc vào lưỡi, vì thế ta phải lo nghĩ chúng sanh đó.
đời được ông đó đã là nguyện tại quá nhiều kiếp phụ vật hết tất cả chúng sanh mắc phải thổ khổ, thời ta còn lo gì? Đền Từ Tài vương bạch hỏi: khi Đức Phật nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại bồ tát tên là Đền Từ Vương bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nhiều kiếp từ kiếp lâu xa đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện gì mà nãy được Thế Tôn ứng cần người khánh như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn lượng nói cho Đức Phật bảo ngài Đền Từ Vương Bồ Tát rằng: lòng ngay phải kẹo xiết xẹt đó, ta sẽ vì ông bà dài bài rò rằng ông vô lực lớn cần vô lượng vô số kiếp về quả khứ, vô lượng vô số nay thay bất thời kiếp về quả khứ có Đức Phật ra đời nhiều là nhất kiếp bị thành tổ như lai ứng cũng biến chánh đi hành túc thế giới tại vô đường suy điều người trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60 kiếp khi chưa xuất gia, ngài làm vua nước nhỏ kết bàn cùng vua nước lớn cần, hai vua cùng thực hành 10 hành làm để làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong hai nước đó phần nhiều tạo nhiều tội ác, hai vua cùng nhau bèn tỉnh hướng dẫn dắt nhiều dân dùng ấy. Một ông phạm nguyện tôi nguyện sở ảnh Phật để cứu vớt tất cả chúng sanh giải thoát không còn thừa. Một ông phạm nguyện như tôi chẳng đổi được những kẻ mắc khả thù khổ đều được ăn uống chứng quả bồ đề, bồ đề tôi nguyện giới chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Đền Từ Vương Bồ Tát rằng: ông vua nguyện sở ảnh Phật đó chính là nhất thiết để thành tựu Như Lai. Có ông vua phát nguyện chế độ hệ chúng sanh mắc phải tội khổ tiêu trừ thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát mới về. Có một cụ mẹ lại vô lượng vô số nghiệp về quả khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời tường Phật. Có một vị La Hán phước đức cụ đồ chúng sanh, nhân vì đi tuần từ giáo phạm mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quán Mục. Quán Mục sẵn sửa đồ ăn cũng dường La Hán. La Hán thọ cũng xong rồi hỏi nàng muốn những gì. Quán Mục thưa rằng: ngài thân mẫu tôi phước, tôi làm nhiều việc thiện để cứu vớt thân mẫu tôi, nhưng không biết thân mẫu tôi khác sanh vào chỗ nào. La Hán cảm thương bèn nhiệt tình quan sát, thấy bà mẹ Quán Mục bị đọa vào địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quán Mục rằng: mẹ ngươi khi còn sống quên làm những nghiệp gì mà nấy vào đọa vào địa ngục khổ sở như thế? Quán Mục thưa rằng: mẹ còn sống, mẹ tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trần hoặc là cá con rồi trần con rồi chiên rồi nấu mà tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá trần người đã ăn thời đến nghìn muôn, xin dung giả xót thương chỉ dạy phải làm cách nào để cứu vớt thân mẫu tôi. La Hán xót thương bạn chỉ dạy phương trước, người khuyên Quán Mục rằng: ngươi hãy đem lòng chỉ thành mà niệm Đức Phật thánh tình Liên Hoa Mục Như Lai và vài đắc hình tượng Phật, thời kẻ còn gây bất điều được lợi. Quán Mục nghe xong liền xuất tiền của tàu thiền Phật mà thời cúng, này là đem lòng chiếm ngược than khóc chiếm ngược hình tượng Phật để đỏ nằm trên bao thể thức Phật sắc vàng như hòn núi tu di Phật phóng ánh sáng mà bảo Quán Mục rằng: chẳng bao lâu nữa thân mẫu của ngươi sẽ thác sanh vào nhà ngươi. Khi vừa bước đó lành hờ liền việc nói, sau đó đứa tớ gái trong nhà sinh một đứa con trai giờ đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa trẻ buồn khóc mà nói với Quán Mục rằng: nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự nhận lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi bệnh biệt người tôi phải đọa vào đài địa ngục. Nhờ phước đức của người nên nay làm cả hà tiện, nhưng số mạng ngã mũi năm 13 tuổi để đọa vào địa ngục nữa. Người có phước thể gì của vợ tôi tập khả khổ khổ sở? Nghe đứa trẻ nói có một điều chắc là mẹ mình, ngàn ngàn ngào khóc lóc mà nói về đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi thời phải biết có làm nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Điều trẻ đáp rằng: do hai tội giết hại sinh vật chế ba mạng giết màu thò bỏ khổ, nếu không nhờ phước đức của người cụ nàng của tôi thầy vẫn chưa thoát khỏi khổ. Có một hỏi rằng: những tội báo trong địa ngục ra làm sao? Điều trẻ đáp rằng: những tội báo trong địa ngục nói ra càng bất nhật, điều nó cả trăm nghìn kiếp cũng thể hết được. Quan Mục nghe xong than khóc rơi lệ đồ bạch dữ công rằng: nguyên cái thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mà 13 tuổi, không còn rồng bồi cũng còn đò và ác đạo nữa, xin chư Phật mười phương xót thương chứng minh cho tôi vì mẹ tôi mà tôi phạt người lòng lẫn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chúng ta đồ và hàng hà tiền cùng thân gái cũng còn đò và ác xấu đó nữa. Tôi đổi trở từng Đức Phật thanh tình Liên Hoa Mục Như Lai phạt người lòng lẫn rằng: từ nay về sau trong những thế giới nào mà có chúng sanh mắc phải thô khổ cùng ba ác đạo, tôi phù vực tất cả chúng sanh đó cả phải địa ngục xuất sanh hòa quỷ. Những kẻ mắc tội khổ như thế thành vật cả rồi, về sau tôi mới thành vật chánh giác. Quan Mục phạt nguyện xong liền nghe tiếng Đức Phật thanh tình Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: này Quan Mục, ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phạt ra lời người rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát bà mẹ ngươi khi mạng 13 tuổi thạc sanh vào người phàm chỉ sống lâu sống tuổi, sau đó vãng sanh vào quả nước vô sống lâu số không thể tính kể, rốt ráo thành Phật rồi nhiều hàng trời người như số khác sống hàng. Đức Phật bảo ngài Đền Từ Vương Bồ Tát rằng: vì La Hán phước làm đồ cho Quan Mục thổi đó tính là ngài vô tình ý Bồ Tát. Mẹ Quan Mục chính là ngài giải thoát Bồ Tát, còn Quan Mục chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng tư mẫn phát ra hàng hà sa số lời thề nguyện làm lợi chúng sanh trong đời sau. Như có chúng sanh nào không làm lành mà làm ác, cả chẳng tin luật nhân quả, tạ tà dân phòng ngữ lượng thiệt ác khẩu kỵ bản đại thừa,
những chứng sấm đó chắc phải đò và ác đạo. Nếu gặp hàng thiền trí thức khuyên bảo quý nhà Địa Tạng Bồ Tát chừng trống khảnh bằng tay, hơn người đó liền tỏ thật khổ nó và ác đạo. Nếu có người nào có thể quy kính cùng dân cúng đồ ăn uống các thứ trên bảo, hơn người đó trong nghìn vạn tìm kiếm được sinh lên quả trời hưởng sự vui thẳng nhiều. Hoặc lúc phước trời đã hết mà sinh xuống nhân gian cũng là một vị phúc hương trong trăm nghìn đời nữa rõ của nguồn nhân quả của mình. Ngài Định Tài Vương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có tâm thì nói từng làm vậy cũng sống như thế. Các ông là các bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyết luyện với bộ rồng ra. Ngài Định Tài Vương bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chịu lo, nghìn quốc đại Bồ Tát cũng con có thể nương nó ác thần Đức Phật để tuyên lưu rồng kinh này lấy quả diêm phù đề làm lợi chúng sanh. Ngài Định Tài Vương bạch cùng Đức Phật xong, chắp tay lại Phật mà lui ra. Từ Thiên Vương hỏi Phật: bây giờ bổn Thiên Vương đồng từ chỗ người được gì quý của chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát phạm nguyện rộng lớn, tại sao vẫn còn chưa được hết? Ngài lại còn phạm nguyện rộng lớn hơn nữa, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bổn Thiên Vương rằng: hay thay, nay vì lễ chúng sanh, ta cùng các ông cùng chúng thân nhân hiện tại vị lai mà nói nhờ hướng tiền của Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong quả diêm phù đề như thế để ta bàn này, vì lòng từ mẫn của Phật tất cả chúng sanh mắc phải thuộc khổ. Bổn Thiên Vương bạch cùng Đức Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe hướng tiền giáo hóa. Đức Phật bảo bổn Thiên Vương rằng: từ kiếp lâu xa đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ khắp chúng sanh vẫn còn chưa mạng nguyện, Ngài thương xót chúng sanh trong đời này lại còn quan sát vô lượng kiếp về sau, tội lỗi ấy cứ lấy dây mà không dứt. Vì lẽ đó Ngài phát ra lời trường nguyện: Địa Tạng Bồ Tát trong quả diêm phù đề như thị giữa ta bà này dùng trong nghiệp phương triệt giải hóa chúng sanh. Này bổn Thiên Vương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ giết hại sinh vật, thời ngày rồi bảo ước lùi đời được mà phải chết yếu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngày rồi bảo nghèo cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngày rồi bảo làm xét thọ bờ cứu ương. Nếu gặp kẻ nói lời thoát ác, thời ngày rồi bảo thân quyền kình trọng nhau. Nếu gặp kẻ khinh chê, thời bảo không lượng nhân lực. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời bảo xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bọn sản, thời bảo cầu muốn không toàn nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô đồ, thời bảo đoái cắt nhiều bình. Nếu gặp kẻ buôn lung xăm bằng, thời bảo kính hạ điếu của mắt mạng. Nếu gặp kẻ ăn ở trại nghịch cha mẹ, thời bảo trời trú đức lực. Nếu gặp kẻ đột nổi rừng cái cọ, thờ ngày bảo quần bế định chỉ. Nếu gặp kẻ cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thờ ngày đó bảo theo sát sanh hiện đời bị ro bọt. Nếu gặp kẻ dùng lưỡi bắt chém non, thờ ngày bảo phục thuộc chia liệt. Nếu gặp kẻ bị bản tâm bọt, thờ bảo đuối được chứng hồng. Nếu gặp kẻ chế bao giả pháp, thờ mà trở lại ở trong loại ác đạo. Nếu gặp kẻ ô phạm người hành thánh tình của bản tâm dằn, thờ bảo ở mà trong loại sắc sanh. Nếu gặp kẻ làm pháp của tôn trường, thờ mặt trong loại ở địa ngục. Nếu gặp kẻ ô phạm người hành tinh cùng của bản thân già, thờ bảo trong loại sức sanh. Nếu kẻ dùng lưỡi độc số chạm chặt diệt hại sinh vật, thờ bảo lúng hồ thường màng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phải giữa hình trao, thờ bảo cầm thủ được hại. Nếu gặp kẻ phung phí và của cải một cách phi lý, thờ ngài đó bảo tiêu dùng thị hụt. Nếu gặp kẻ tao cao kế màng cũng cao, thờ bảo hèn hà về các sai kiếm. Nếu gặp kẻ ghế của đấm học, thờ bảo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiếm mới tiến, thời bảo sát sanh như vậy lắm. Chúng sanh những chúng sanh nó quả diêm của đề từ thân tạo ý kết tạo ác kết quả trăm nghìn sự báo ứng như thế. Nói chỉ nói sơ lược thôi. Nghiệp cảm chúng sanh Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương tiện giải hóa. Đó những chúng sanh đó trước hết bắt phải thuộc cuộc sau về đòi bà đến một khâu lúc nào thật khỏe. Vì thế các ông là các bậc khổ vệ cùng bảo trợ các nước chở những để những nghiệp chuyện đó làm đi gặp chúng sanh. Bố ông Thiên Vương nghe xong thang thở rơi lệ, chắp tay định lễ Phật mà lui ra. Kính Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện quyền thường hết. Bộ nguyện Địa Tạng đáng lời Thế Tôn, thần thông hiện hóa đầu cầu mong đời ngũ trực của thông chúng sanh cao cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô Thường Trụ Tập Ứng Phật, Nam mô Thường Trụ Tập Ứng Phật, Nam mô Thường Trụ Tập Ứng Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng con xin cung kính đảnh lễ kinh Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện quyền thường. Ha ha ha, 闻三摩地娑哈。